Ông Donald Trump nói, những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ là loài không phải con người, tiếp tục tập trung khai thác vấn đề biên giới bằng những lời lẽ kích động trong chiến dịch tranh cử của mình. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa có phát biểu như vậy trong buổi vận động tranh cử hôm 2 tháng 4 tại Grand Rapids, bang Michigan, khi ông xuất hiện cùng một số nhân viên thực thi pháp luật. Ông đề cập một số vụ án hình sự liên quan đến những nghi phạm có thể đã vào Mỹ bất hợp pháp và xem đó là những kẻ không phải con người. Sinh viên điều dưỡng 22 tuổi ở Georgia bị sát hại dã man bởi một thú vật ngoại lai bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ nói, xin đừng gọi họ là thú vật vì họ là con người. Tôi nói không, đó không phải con người, đó là thú vật. Trump cũng mô tả cuộc gặp của mình với gia đình của Ruby Garcia, một thanh niên 25 tuổi ở địa phương bị sát hại vào tháng trước. Cảnh sát cho biết nghi phạm giết người đã cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Theo báo chí địa phương, chị gái của Garcia nói không có việc cựu Tổng thống Trump đã nói chuyện với gia đình. Cô cho biết rất tức giận khi cái chết của em gái mình bị lợi dụng như một công cụ chính trị. Ông Trump đặt tiêu đề cho bài phát biểu tại Michigan của mình là cuộc tắm máu ở biên giới của ông Biden và cảnh báo rằng sự hỗn loạn sẽ hủy hoại nước Mỹ nếu ông Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. This is country changing, it's country threatening, and it's... Đây là sự thay đổi của nước Mỹ, là sự đe dọa nước Mỹ và là sự tàn phá nước Mỹ. Họ đã tàn phá đất nước chúng ta, nhưng hôm nay tôi đứng trước các bạn để tuyên bố rằng đó là cuộc tắm máu ở biên giới của ông Joe Biden và nó đúng là như vậy, đó là một cuộc tắm máu. Nếu chúng tôi không giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 11, tôi nghĩ nước Mỹ sẽ không còn tồn tại. Sau đó cùng ngày, ông đã có bài phát biểu tương tự ở Wisconsin, gọi cuộc bầu cử năm 2024 là trận chiến cuối cùng của Mỹ. Tù dân, kẻ giết người, kẻ buôn bán ma túy, bệnh nhân tâm thần, kẻ khủng bố. Ông Trump thường xuyên tuyên bố rằng người nhập cư vào Mỹ qua biên giới từ Mexico là những người trước đó đã trốn thoát khỏi các nhà tù và trại tâm thần ở quê nhà và đang gây ra tội phạm bạo lực ở Mỹ. Hiện không có nhiều dữ liệu về tình trạng nhập cư của tội phạm ở Mỹ, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ tội phạm bạo lực ở những người ở Mỹ bất hợp pháp không cao hơn người Mỹ bản địa. Khoảng 38% đảng viên Cộng hòa và khoảng 1/5 cử tri độc lập cho biết nhập cư là vấn đề hàng đầu của đất nước trong cuộc thăm dò được Reuters Ipsos công bố vào cuối tháng 2. Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden cho biết ông Trump đang có những lời lẽ cực đoan nhằm thúc đẩy sự chia rẽ, thù hận và bạo lực ở đất nước chúng ta. Là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11, ông Biden cũng cáo buộc ông Trump đã thúc đẩy các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ngăn chặn đạo luật lưỡng đảng nhằm tăng cường an ninh biên giới và đưa ra các biện pháp giảm nhập cư bất hợp pháp. Michigan và Wisconsin là hai bang then chốt có thể quyết định ai sẽ trở lại Nhà Trắng vào năm tới. Mặc dù cả hai ông Trump và Biden theo thống kê đều đã giành được đề cử để ra tranh cử tổng thống, nhưng họ vẫn có mặt trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống của đảng mình ở Wisconsin vào hôm 2 tháng 4. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.